Hôm nay Tima trở lại với anh em review về mẫu giày da hot nhất hiện nay. Em này đang được lên đơn rất nhiều, xứng đáng là mẫu giày nên có trong tủ đồ của các anh em. Và các anh em hãy cùng em xem clip này để xem em này có những gì nổi trội nhé. Đầu tiên về kiểu dáng, anh em có thể nhìn thấy ngay đó là em giày này kiểu dáng rất là đơn giản, dễ mang vào chân, đơn giản nhưng mà đủ tinh tế và rất là nam tính. Các anh cứ yên tâm khi đi đôi giày này, phần da không bung rách hay là bị xước do va chạm. Và điều đặc biệt là chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh đôi giày này. Chúng ta đi đến với một chi tiết khác tạo nên độ hay của đôi giày này, chính là phần đế. Phần đế này được làm từ cao su nguyên khối, bền bỉ và chống sốc. Bề mặt đế được thiết kế bằng phẳng, giúp em giày này di chuyển dễ dàng trên nhiều địa hình khác nhau. Phần đế được khâu vào phần thân giày nhờ vào những đường chỉ đều đặn và chắc chắn. Đế vừa êm, vừa nhẹ, vừa thoải mái di chuyển. Phần đế này kết hợp với lót giày tạo nên sự êm ái khi mang lên chân. Lót giày là điểm phá cách của em giày da này. Lót giày Kante, không còn lo đau chân khi các anh em di chuyển nhiều. Một số chi tiết nho nhỏ tạo nên vẻ đẹp của đôi giày này còn nằm ở những đường chỉ rất là đều đặn và rất thẩm mỹ. Và cái điều đặc biệt là phần dây này rất là hay nha các anh. Thiết kế đơn giản nhưng tạo sự co giãn nhất định khi mang lên chân, giúp cho đôi bàn chân lúc nào cũng được ôm sát và tôn dáng. Miễn phí đổi size khi anh em nhận mà không mang vừa. Cảm ơn anh em đã xem hết cái clip này. Nếu anh em quan tâm hãy để lại số điện thoại và bên em có nhân viên tư vấn gọi trực tiếp để liên hệ tư vấn cho các anh. Bảo hành trong 1 năm, bao đổi trong vòng 30 ngày, được xem hàng trước khi nhận, miễn phí giao hàng tận nhà, để lại số điện thoại đặt hàng ngay.